Đang phát xin chào bạn. Ở đây đang xin giới thiệu các bạn là cước Chabuco và dòng đang thông dụng và anh ổn định nhất. Sẽ là cước này chiều dài 300 m, đường kính là đây 0,325 đây bạn. 0,325 là tải 13 cân 8, đấy là tải tiêu chuẩn, tải có thể là hơn. Bạn xem thông số của dây đây ạ. Frocat màu tông màu nho chín này. Chabuco cước này chiều dài 300 m, tải cao, anh ổn định, nó ổn định ít xoăn, chim lửng các bạn nhé. From from Japan. Xin ra giới thiệu các bạn cước Chabuco. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Phát Sinh.